Dao mèo là một vật dụng rất là quen thuộc đối với những người dân ở vùng núi Tây Bắc và Đông Bắc. Khi nhắc đến dao mèo thì chúng ta sẽ liên tưởng ngay đến những cái chàng trai dân tộc Mông khỏe khoắn, đầy mạnh mẽ và nam tính. Thông thường những người dân ở vùng núi thì sẽ mang dao mèo đi theo bên mình để chặt cây, đốn củi và lên dãy làm nương. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 1 năm 2022. Em Lục Linh Dao Phúc Sen đặc biệt là một video giao lưu với cả nhà mình những con dao mèo của làng nghề Phúc Sen, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng. Đây các bác nhìn ạ, hôm nay em sẽ lên với chúng ta 11 con nhé. Có rất là nhiều những cái kiểu dáng và kích cỡ khác nhau. Tất cả đều được rèn thủ công và làm từ thép nhíp ô tô. Khi mua hàng với nhà em thì các bác sẽ được bảo hành miễn phí 1 năm, kiểm tra hàng trước khi thanh toán và được mua đúng chuẩn hàng Phúc Sen với cái loại đẹp nhất và cao cấp nhất. Đây ạ, thông tin bán hàng của nhà em đây. Địa chỉ bán hàng nằm tại thành phố Cao Bằng nhé các bác ơi. Em có hai số để cả nhà liên hệ. Số chốt đơn là 0966 668 196 và cái số Zalo là 0981 583 598. Hôm nay thì em sẽ lên chi tiết từng con để các bác tham khảo. Ở đây em có bên này, đây ạ. Cái bên này các bác nhìn sẽ thấy to hơn này. Đây là những con dao có độ dài từ 28 đến 30 cm. Em sẽ bán đồng giá 350.000 một con. Còn bên này là phiên bản ngắn hơn, rơi vào khoảng từ 25 đến 24, 25, 24, 26. Đấy, nó sẽ lệch nhau một xíu nhé. Em sẽ bán với giá là 300.000. Và toàn bộ những con dao này là được làm từ đinh đồng. Đây em sẽ quay cận cảnh trước để cho các bác chiêm ngưỡng này. Cái lô mèo này phải nói là cực kỳ đẹp và tuyệt vời luôn. Tất cả những con này đều có đinh đồng này, có lỗ treo dao. Đây ạ, khâu chốt cũng bằng đồng luôn nhá các bác ơi. Cực kỳ là tuyệt vời. Và cán gỗ của em làm là cán gỗ cẩm chỉ ạ. Một loại gỗ được dùng rất là nhiều trong những cái thẩm mỹ này, về đồ mỹ nghệ thủ công đấy ạ. Đây, còn về cái lưỡi dao này, cực kỳ là sắc bén. Ở đây em sẽ có mèo mũi hếch này, mèo bụng to này, mèo mũi nhọn này. Sau đây thì em xin giới thiệu chi tiết từng con. Đấy, những giá em báo là chưa bao gồm phí vận chuyển ạ. Tiền ship em làm đồng giá 30.000 một đơn nhé các bác. Đầu tiên, đây con số 1 em sẽ cầm lên đây cho các bác xem nhá. Đây, số 1 là một em mèo mũi hếch. Em này thì có độ dài lưỡi dao vào 27 cm. Đấy, 27 cm. Con mèo mũi hếch này, hai mặt bên mài sáng, rất là đẹp luôn các bác, không phải 30 cm đâu nhé. Cái này là 27 cm thôi, tại vì hàng làm thủ công nên thi thoảng cũng sẽ bị lệch, không chuẩn được hết ạ. Có khâu chốt đồng rất là đẹp này, đinh đồng rất là sáng, có độ nặng là vào 500 g. Đấy, nặng 500 g và dày 6 ly. Đấy, cái này điện thoại của em bị bắt sáng kém, em phải bắt lại. Đây, em căn chỉnh lại cho các bác xem, tại vì em đang một tay quay và một tay cầm dao, thế nên là nó nhiều lúc nó sẽ bị không lấy được nét ấy. Đây, em chỉnh lại. Đây, như này là nét rồi này. Độ dày là sống 6 ly nhé các bác ơi. Mũi hếch ạ. Đây, nhìn ngang một cái là các bác thấy này, rất là nhọn. Đấy, con này thì chặt vừa rồi đấy ạ. Thông thường những con mèo nhà em sẽ nặng từ 500 đến 700 g nhé. Con số 1, đây. Số 1 này em bán với giá là 300.000 nhé. Đó, 300.000. Size 27 ạ. Em sẽ để ở đây. Cái vân gỗ rất là đẹp này các bác này. Đây, vân gỗ của con thì số 1. Em đang quay ở ngoài trời đấy ạ. Rất là đẹp và tự nhiên. Đó. Tiếp đến là hình số 2. Đây, con số 2 là một con mèo mài trắng, có nghĩa là vẫn là thép nhíp đen nhưng mà được mài trắng đi rồi. Thế nên hình số 2 sẽ được mài trắng cả hai bên như này nhá. Con này thì em bán với giá là 350.000. Đấy, con này thì size 25. Thông thường size 25 chỉ 300.000 thôi, nhưng mà con này mài trắng đi rồi thì nó sẽ trải qua một cái công đoạn nữa. Thế nên cái giá thành nó sẽ cao hơn một xíu nhé. Con này em bán 350.000. Mèo này có chiều dài lưỡi dao vào 25 cm. Đấy ạ, đây là mèo bụng to nhé các bác ơi. Bụng to này, mũi thẳng này, độ rộng của lưỡi dao vào 5 cm, dày 6 ly và nặng 500 g. Đấy, độ nặng là bằng con số 1, tuy nhiên là nó dày hơn một xíu, độ dày vào 6 ly. Bảo quản thì mình vẫn bảo quản giống nhau ạ, vẫn có bôi dầu ăn và dùng đúng chức năng, chỉ để chặt thôi nhé các bác. Con này em bán 350.000. Đây là mèo trắng nhá, gọi là mèo trắng để đỡ nhầm với những cái con khác. Đây, vân gỗ của mèo số 2 thì sẽ sáng hơn, sáng hơn con hình số 1 một xíu. Đó, đây tổng thể là như thế này. Hôm nay em cố tình em không quay lên trên thảm nữa, em sẽ để ngoài trời nhìn cho nó tự nhiên, cho các bác ngắm thật là đã con mắt nha.
Tiếp đến là con hình số 3. Số 3 là một con mèo 2 năm. Nhưng mà các bác nhìn ạ, ở đây có cái phần đây, có cái phần an toàn ở đây này. Em sẽ lấy cái thước về chỉ như này cho nó đỡ bị kém mắt nét. Con hình số 3 này thì bụng to nhưng mà có cái phần an toàn tì tay ở đây. Các bác thích thì có thể chọn con này. Con này là kiểu dáng mới, có hai bên mài nhám. Đây ạ, mài nhám hai bên như thế này. Cũng là 300.000 nha các bác ơi. Mèo nhà em thì vẫn bình ổn như thế ạ. Không có lên giá và cũng không có hạ giá. Ở đây thì cũng có đinh đồng như vừa nãy em giới thiệu. Con này em bán với giá là 300.000 nhá. Đây, đây là mèo size số 25. Vừa nãy thì em đã quay tổng thể rất là kỹ rồi. Thế nên em quay lại một lần nữa thì sẽ không cần phải quay lâu. Tiếp đến ạ, để cho các bác nhìn đỡ bị chán, em sẽ quay đến con số 4 nhá. Số 4 là một cái con dao. Dao này thì size 26. Đấy, tại vì thông thường ấy, cái này làm thủ công không thể chuẩn hết được. Một những con đều là 25 cm. Có con 26 này, có con sẽ rơi vào 27. Đây ạ, còn con em đang cầm trên tay là 26 cm, mã số 4 nhá. Những con dao này em để đánh số rồi. Thì khi mà gọi điện chốt đơn ấy, các bác nhắn giúp em là con số mấy và ở ngày bao nhiêu thì em sẽ dễ tìm hàng cho mình hơn. Cái con này các bác nhìn này, hai mặt đen truyền thống và mèo mũi hếch. Đây là một cái phiên bản đợt vừa rồi em bán rất là nhiều đấy ạ. Các bác thích kiểu truyền thống thì chọn luôn con này. Con này dày tận 7 ly cơ các bác ơi. Đây là mã số 4 ạ, dày tận 7 ly và nặng 600g nhá. Chiều dài lưỡi dao vào 26 cm và độ rộng nhất là vào 5,5 cm. Đấy. Dao này thì chưa có vỏ, các bác thích vỏ thì có thể nhắn em làm riêng nhé. Đây là hình số 4, cũng là 300.000 ạ, size 26. Và tiếp đến em có hình số 5. Đây, số 5 là một con mèo cũng 300.000, nhưng mà con này là cái phiên bản nó gọn và nhẹ. Đấy, con này gọn nhẹ tại vì nó có 400g thôi. Cái con hình số 5 này ấy ạ, có 400g thôi, nhưng mà các bác nhìn cái mũi dao này với cả cái bụng dao này, làm rất là kiểu đơn giản luôn. Không to lắm, cái bụng không to lắm và cái mũi thì không hết, nhưng mà cực kỳ là nhọn. Con này chiều dài lưỡi dao vào 25 cm nhá. Độ rộng 5 cm, dày 6 ly. Đấy, cũng dày, có những con chỉ 5 ly thôi, nhưng mà con bé này dày tận 6 ly. Tuy nhiên cái độ nặng của nó thì vào 400g thôi. Thì các bác chặt nhẹ được, có nghĩa là mình chặt cây được nhưng mà không chặt được cây to. Cây to thì mình sẽ cần những cái con to nặng khoảng 500-600g mình chặt nó sẽ đầm hơn nhá. Số 4 vẫn chặt được cây nhưng mà chặt vừa thôi ạ. Em cũng bán với giá là 300.000, hình số 5. Đấy, con này là hình số 5 nhá, nãy em nói nhầm. Tiếp theo ạ, em sẽ chuyển qua bên này. Em có hình số 6. Đây, đầu tiên cái con số 6 này thì em giới thiệu qua trước này. Đây là size 30. Lẽ ra là em sẽ bán 350.000, nhưng mà con số 6 này, con số 6 bị nứt cán, có nghĩa là cái vết nứt này nó khá là dài. Thế nên em sẽ bán giảm giá luôn. Bán giảm giá cùng với những cái con chiều dài 25 cm. Đấy, tức là con này giá cũ là 350.000, nhưng mà giờ chỉ còn 300.000 thôi nhá. Con hình số 6 đây. Lát nữa em sẽ quay cận cảnh cái phần nứt cán cho các bác xem. Còn tổng thể thì các bác thấy là nó rất là đẹp. Đây ạ, đây là mèo chấm bi. Em sẽ gọi là mèo chấm bi nhá. Tại vì đây, những cái hoa văn của nó này không giống như những con này mà hoa văn từng giọt như kiểu giọt nước ấy. Có phần tì tay an toàn ở đây. Bụng to, đây là con mèo bụng to hình số 6 ạ. Đây, em cầm cận cảnh cho các bác xem này. Hình số 6 này cũng rất là đẹp. Chức năng với cả cái kết cấu của nó vẫn thế, chỉ là cái phần cán nó bị nứt một xíu thôi. Và phần nứt này thì nó không quá là nghiêm trọng. Tại vì các bác khi mà mình cầm vào để mình chặt ý, thì nó đây, cái vết nứt đây. Lát nữa em sẽ lấy lại nét rồi em quay đấy nhá. Tại vì một tay em đang quay nên chưa lấy được nét hẳn. Con này thì đây ạ, em sẽ quay cho các bác xem. Một mặt như thế, một mặt là giọt nước như vừa nãy em quay. Còn cái một mặt này thì là sẽ để, một mặt là sẽ để mài sáng như thế này nhá. Đây là hình số 6 đấy ạ. Mài sáng một mặt và một mặt là giọt nước như vừa nãy em ấy đấy ạ. Còn cái phần nứt ở đây các bác, đây hình số 6 em quay cái phần nứt cho các bác xem. Các bác nhìn thấy cái vết đen đen này không? Đây, nó sẽ bị nứt ở cái phần đen đen này nhá. Đây ạ, đây em quay cận cảnh cho các bác xem. Cả nhà đợi em một tí nhá. Đây, nó bị nứt ở chỗ này ạ. Đây,
Đấy, có nghĩa là cái vệt nứt này thì nó màu đen và khi mà mình không để ý thì cũng không không quá là rõ ràng, nhưng mà cái nứt này khá là dài đây, nó dài từ đây đến đây. Em quay cận cảnh như này rồi. Các bác mà thích xem ảnh kỹ hơn thì có thể báo em kết nối Zalo nhé. Còn chức năng với cả cái cấu tạo của nó thì vẫn thế, vẫn làm từ thép nhíp và vẫn được làm khâu chốt đồng đinh đồng rất là tỉ mỉ. Tuy nhiên vì cái vết nứt đen này em sẽ bán với giá 300.000, con hình số 6 nhé, size 30 cm. Tiếp đến em xin giới thiệu đến con hình số 7. Hình số 7 là một con cũng khá là dài. Đây các bác nhìn này, mũi hếch này, hai bên mài sáng. Con này dài 28 cm. Từ 28 cm thì em sẽ bán với giá là 350.000 nhá. Còn từ 27 cm đổi lại thì em bán với giá là 300.000. Đấy, con này là 28 cm này các bác. 28 cm em bán với giá là 350.000 nhá. Từ từ các bác để em tính. Hôm nay cái điện thoại nó bắt sáng hơi kém nên là khá là khó trong việc quá trình em quay. Đây, con này rất là đẹp, hai bên mài sáng. Các bác muốn đen tuyền thì có thể tham khảo mấy cái con này là đen tuyền, còn cái con này là sáng hẳn luôn này. Có hai đinh đồng và cái vân gỗ cũng rất là đẹp. Có chiều dài lưỡi dao vào 28 cm, rộng 5,5 cm, dày 5 ly và nặng 500 g. Đây là mã hình số 7 ạ. Em bán 300.000. Đây các bác nhìn cái màu càn gỗ này, cũng rất là đẹp luôn. Đấy. Tiếp theo bên này là hình số 8 nhá. Em quay đến hình số 8 này. Hôm nay em quay như thế thì nhìn nó khá là tự nhiên, nhưng mà các bác chọn con ấy, những cái con dao thì mình sẽ nhìn nó hơi khó một chút, nhưng các bác yên tâm, lát nữa em giới thiệu xong thì em sẽ quay lại cận cảnh chậm chậm lại để các bác xem. Đây, hình số 8 em cầm ra đây nhá. Hình số 8 là một cái con dao nặng. Phải nói nặng tại vì nó nặng 700 g. Đấy, là cái con dao mèo nặng nhất của nhà em. Con này thì nó có chiều dài 30 cm, chiều dài lưỡi dao đấy ạ, và 30 cm nhé các bác. Rộng 6 cm, dày 6 ly và nặng 700 g. Cũng khá là đơn giản thôi, hai mặt đen truyền thống như thế này. Nhưng mà con này là nặng nhất trong 11 con hôm nay em lên. Đấy, còn con nhẹ nhất là vào 400 g đấy ạ. Con này em vẫn bán với giá 350.000 nhá. Dao mèo thì khi mà các bác đi vào những cái viện bảo tàng văn hóa ấy, cũng không quá là khó khăn để bắt gặp hình ảnh dao mèo. Ngoài chức năng đi lên rừng chặt cây đốn củi thì mèo cũng có được trưng bày rất là nhiều luôn đấy ạ. Và các bác, em thấy các bác cũng có mang mèo về làm vật phong thủy trong nhà của mình nữa. Đây, cái con này, cận cảnh cán của con này ở như này nhá. Đây là mã hình số 8. Đây, cán của con vừa em vừa lên đấy ạ, là cái con em đang chỉ thước này các bác. Đây, tiếp theo em sẽ lên đến cái con hình số 9 nhá. Số 9, đây, em lên đến con nào em sẽ đọc mã con đấy và cầm lên như thế này để các bác đỡ nhầm với con khác. Số 8 và số 9 nó khá là giống nhau. Nó cũng nặng 700 g, dày 7 ly, dài 30 và rộng 6 nhá. Dài 30 tức là cái mũi dao đấy ạ. Đấy, độ dài của lưỡi dao này dài 30 cm. Đây, các bác, hai mặt cũng giống như, tương tự như cái con số 8 thôi, chẳng qua là nó sẽ khác nhau một chút về cái màu vân gỗ. Cái gỗ của nó vẫn là gỗ cầm chỉ, nhưng mà các bác để ý này, không có cái vân gỗ nào giống nhau hết đấy ạ. Con nào mà bị nứt hoặc là bị lỗi một ít thôi, không quá nhiều thì em sẽ không nhắc đến. Còn nếu mà ví dụ như cái con số 6 này nó nứt cán này, nó nứt cán nhiều quá thì em sẽ bán giảm giá và em sẽ quay cận cảnh để cho các bác xem luôn nhá. Con hình số 9 này thì cũng không có lỗi lầm gì cả. Đấy, con hình số 9 này em bán với giá là 350.000, cũng không có lỗi lầm gì cả đâu ạ. Lát nữa em sẽ quay lại cận cảnh cái màu cán cho các bác xem. Đây, tại vì cái điện thoại của em thì khá là to, song tay em thì bé, một tay quay một tay chỉ dao ấy, thế nên là nhiều lúc nó không được bắt nét. Đây là màu của con hình số 9 nhá. Tiếp đến con số 10. Đây, em sẽ để như thế này trước rồi lát nữa em mới cầm lên. Số 10 là nó có mài hoa văn rồi và bụng của số 10 là khá to. Đấy, mèo mũi hếch. Đây là cũng là mèo mũi hếch. Mũi hếch thì được các bác, em thấy là các bác có vẻ thích hơn. Nhưng mà có cái bụng to ấy, mèo bụng to thì nhiều bác không thích lắm. Nhưng mà cũng tùy từng lúc ạ. Đây, cái này thì mài sáng và có cả hoa văn nhá, mài nhám đấy ạ. Có bác thì gọi là hoa văn mà có bác gọi là mài nhám. Cái này thì chiều dài lưỡi dao vào 29 cm, rất là nhọn luôn ạ. Dài rộng 5,5 nhá, dày 6 ly và nặng 600 g. Độ dày của nó là vào 6 ly này các bác và nặng 600 g. Cũng tương đối rồi đấy ạ. 600 g nó cũng chặt đầm tay. Còn các bác chặt nhẹ thì sẽ chọn cho mình những cái con khoảng 500 g đến 400 g nhá. Hai đinh đồng và khâu chốt đồng. Một cái lô mèo hôm nay về em phải bóc ra và quay video giới thiệu với cả nhà luôn. Số 10 cũng 350.000 ạ. Và cuối cùng là một con dao giọt nước.
mèo giọt nước. Em gọi như thế là vì đây các bác nhìn này, cái để làm được cái hoa văn này rất là cầu kỳ. Đây, em gọi nó là mèo giọt nước vì cái hoa văn này giống như hình giọt nước và dài hơn cái chấm bi để so sánh với nhau dễ. Đây, một mặt thì chống nước làm giọt nước như thế này nhá. Và một mặt thì như này ạ. Một mặt cũng là giọt nước nhưng mà bé hơn. Đấy, các bác nhìn thấy đẹp không? Ba đường, có ba đường vân như thế này. Con này thì cũng chiều dài lưỡi dao là vào 30cm rồi, cũng là 350.000 luôn. Đây, đây gọi là mèo giọt nước nhá. Bên này thì giọt nước bé hơn, còn cái bên này thì giọt nước to hơn và dập chìm xuống hơn. Rất là đa dạng luôn. Đây các bác nhìn cái hoa văn này. Cái này thì gọi là chấm bi tại vì nó ngắn hơn. Độ dày của em này vào 6 ly nhá các bác. Em xin lỗi ạ, độ dày vào 7 ly. Con này dày 7 ly và nặng 700g. Độ rộng vào 6cm. Bây giờ em sẽ quay lại toàn cảnh một lượt 11 em dao mèo hôm nay cho các bác xem nhé. Tại vì em để như này thì nhìn nó sẽ hơi rối mắt. Tuy nhiên thì thi thoảng cho các bác đổi gió, Nhìn cho đỡ chán với cái thảm màu xanh của em. Đây ạ, từ số 1, từ số 1 đến số 6 các bác ơi. Từ số 1 đến số 6 em bán đồng giá, từ số 1 đến số 6 trừ con số 2 ra nhé. Em bán với giá là 300.000. Đấy, giá chưa gồm ship và chưa có vỏ. Con số 2 này là mèo trắng thì em bán 350.000 nhá. Em sẽ quay cận cảnh lại màu gỗ cho các bác xem. Đấy. Và các bác cần thông số kỹ thuật của con nào hơn hoặc là mình muốn chụp ảnh ý thì cứ nhắn em. Em sẽ gửi qua Zalo cho các bác. Tiếp đến ạ. Số 7, 8, 9, 10, 11. Đây. Từ con số 7 trở lên em bán đồng giá 350.000. Đây là những con mèo size to nhé cả nhà. Những con mèo size to này thì có chiều dài lưỡi dao dao động vào tầm khoảng 28-30cm. Đó các bác nhìn này, màu gỗ rất là đẹp và tự nhiên. Mai này nhá các bác dùng cái màu vân gỗ với cả cái khâu chốt đồng đấy ạ. Càng dùng sẽ càng sáng và rất là đẹp. Đây, cảm ơn cả nhà đã xem video của em nhé. Cần hỗ trợ gì thì các bác cứ liên hệ hotline ạ. Em quay cận cảnh lại như thế này để các bác dễ hình dung. Chúc cả nhà một buổi tối thật vui vẻ ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.